Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Quốc tế và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ bà Janet Yellen đã lên tiếng cảnh báo cơ quan IRS, tức là Sở thuế Hoa Kỳ, là không nhắm mục tiêu vào những người có lợi tức trung bình ở tại Hoa Kỳ trong việc mà audit và là khi mà mướn những nhân viên sở thuế mới. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là bà Janet Yellen đã ra lệnh cho Sở thuế là IRS là không gửi tất cả những lực lượng công lực của ngành thuế để mà tìm cách ra làm khó khăn cho những người nào mà có lợi tức dưới 400.000 Mỹ kim một năm, sau khi có lo ngại là sẽ có hàng loạt những cuộc mà đột kích của những người này vào trong cái tình trạng gọi là những thành phần trung lưu của Hoa Kỳ. Việc mà đưa ra được cái là đạo luật gọi là Inflation Reduction Act, tức là đạo luật giảm đi lạm phát, trong thời gian gần đây ở tại Thượng viện với lại sự bỏ phiếu của cả lưỡng đảng sẽ chấp thuận, có thể được chấp thuận vào ngày hôm nay ở tại Hạ viện thứ 6, trong đó sẽ chi ra thêm 80.000 Mỹ kim để có thể và cung cấp cho Sở thuế IRS để mướn thêm tất cả những nhân viên audit và gia tăng cái lực lượng gọi là audit của Sở thuế. Bà Yellen đã phát biểu trong ngày 10 tây tháng 8 trong một lá thư gửi cho người đứng đầu của cơ quan IRS là Charles Redding rằng là sẽ cần thiết có cái ngân quỹ này để hiện đại hóa tất cả những kỹ thuật cũ trong cái hạ tầng cơ sở, và đồng thời cô cung cấp thêm cái dịch vụ cho người đóng thuế và đồng thời sẽ thuê mướn thêm tất cả những cái nhân viên về sở thuế để tìm cách rượt theo những người có lợi tức cao mà tìm cách tránh thuế, đặc biệt là những công ty lớn mà không trả những cái tiền thuế của họ. Bà này lên tiếng cam kết rằng việc mà audit thuế này sẽ không nhắm vào tất cả những gia đình có lợi tức dưới 400.000 Mỹ kim một năm. Đây được xem là một trong những cái lá thư và những cái sắc lệnh mà bà này đã gửi ra. Và bà ta nói rằng đặc biệt tôi đã ra lệnh cho tất cả các cái nguồn cung cấp thêm và các cá nhân, những người auditor được thuê mướn là không gia tăng cái khả năng của họ nhắm vào những cái tiểu thương và những gia đình nào mà có lợi tức dưới 400.000 Mỹ kim một năm. Và nó sẽ là một cái mức gọi là lịch sử ở cái mức này. Và điều này có nghĩa là chỉ không nên để cho những cái tin giả tạo ở từ các nhà lập pháp và các tiểu thương mà dưới 400.000 Mỹ kim một năm sẽ không bị nhắm mục tiêu. Đây là lời khẳng định của bà này. Đó là một trong những tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, trên 2 tỷ Mỹ kim đã được loan báo để mà cung cấp cho các con đường, các cái cầu và các đường xe đạp ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Cơ quan đặc trách về giao thông vận tải của Hoa Kỳ loan báo là chi ra 2.2 tỷ Mỹ kim cho các cái dự án về hạ tầng cơ sở ở địa phương vào ngày thứ Năm, trong đó dọn đường để mà có thể sửa chữa tất cả các cái cầu, đường phố, các cái đường dành cho xe đạp và các hệ thống xe lửa cũng như các bến cảng ở các cộng đồng trên toàn quốc. Bản thân cho biết là cái việc mà cạnh tranh này sẽ gần như là sắp gấp đôi cái số mà trước đây đã được thực hiện về trong cùng một chương trình, trong đó thì sẽ có 1.000 tỷ Mỹ kim trong cái việc mà infrastructure, tức là cái việc hạ tầng cơ sở được hậu thuẫn bởi ông Joe Biden, trong đó sẽ cung cấp thêm 7.5 tỷ Mỹ kim trong vòng 5 năm tới trong tổng số tiền này. Bộ trưởng về giao thông vận tải là ông Pete Buttigieg nói rằng các dự án cần phải được hiện đại hóa hệ thống giao thông vận tải của Hoa Kỳ, trong đó làm cho các cộng đồng an toàn hơn, dễ dàng hơn và có thể tiện lợi hơn. Ông Buttigieg đã bay qua Arizona để nhấn mạnh cái dự án này ở tại Phoenix và Tucson, nơi mà có thể được nhận tới khoảng tối đa là 25 triệu Mỹ kim. Số tiền này sẽ giúp xây dựng các cái đường xe đạp, đường đi bộ dành cho cầu cho dành cho người đi bộ giữa phía Bắc và phía Nam ở bên cái dòng sông gọi là Rio Salado Trail. Và bên cạnh đó, ở tại Tucson, số tiền này sẽ được thay thế tất cả những cái cầu cũ dành cho xe từ thập niên 1960 nằm trong tình trạng tệ hại. Và trong đó thì họ nói rằng là sẽ đầu tư và xây dựng lại hạ tầng cơ sở. Cùng một lượt thì con số 17 triệu Mỹ kim sẽ giúp mở rộng thêm các cái lane ở trong các cái xa lộ và khu vực ngoại ô của Chicago, Indiana, hoặc là gia tăng thêm tất cả những cái đường lane dành cho các cái
xe cộ đang chạy ở những thành phố lớn. Số tiền này cũng đã cung cấp khoảng để trồng thêm tất cả những cái cây ở xung quanh các cái xa lộ. Đây được xem là một trong những số tiền nằm trong cái dự án hàng ngàn tỷ Mỹ Kim để có thể xây dựng lại tất cả các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, số tiền mà tài trợ cho các cái hạ tầng cơ sở lại không bằng số tiền mà họ dùng chi cho vấn đề gọi là khí hậu toàn cầu. Tổng cộng có 166 dự án trên toàn quốc đã nhận được tiền trị giá là 2.2 tỷ Mỹ Kim, trong đó gia tăng khoảng 983 triệu Mỹ Kim so với năm 2021, và việc này sẽ diễn ra tiếp tục. Và trong đó thì các cái thành viên của cái quỹ ban đặc trách về cái ngân quỹ này cho biết là sẽ có thêm những ngân sách mới trong năm tới. Đây được xem là một số những cái dự án để xây dựng lại hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và người sáng lập công ty Whole Foods lên tiếng thú nhận các lực lượng cực tả cấp tiến đã khiến cho các công ty mất đi tính chất tư bản của mình. Người sáng lập công ty Whole Foods là John Markey trong một cuộc phỏng vấn trên tờ New York Post trong ngày thứ Năm lên tiếng cho biết ông đã hối hận là để cho cái thành phần quản lý ở một cái ngành tư bản đã dần dần đã bị thúc đẩy qua các cái nghị trình cực tả và khiến cho cái các cái cơ sở thương mại và kể cả các công ty đã trở nên khó khăn hơn. Và cái việc mà tạo ra cái gọi là Environment, Social and Governance, tức là gọi là ESG, tức là một cái môi trường mới, trong đó là gần như thúc đẩy các nghị trình của lực lượng cấp tiến bao gồm vấn đề của năng lượng xanh, về giới tính hoặc là về việc cách quản lý. Theo ông Markey cho biết thì nó đã thúc đẩy và nó đã khiến cho tất cả các cái cơ sở thương mại và các công ty đã đi lệch hướng và đã trở thành nghiêng về phía cực tả nhiều hơn. Theo lời của ông nói rằng việc này là quý vị thấy rõ ràng họ muốn quyền lực và gần như họ cần quyền lực nhiều hơn là họ làm kinh doanh. Tại sao không để cho những người làm kinh doanh thuần túy là kinh doanh và họ chính trị hóa tất cả mọi vấn đề? Vốn là một người ủng hộ cho phong trào cấp tiến, tuy nhiên ông nói rằng thì việc mà thành lập cái ESG, tức là một cái cơ chế mới về xã hội, môi trường và đời sống, là một cái hành động cực tả và trong đó gần như là hủy hoại dần dần cái cơ chế về nền tư bản và chủ yếu của chúng ta. Đây được xem là một trong những cái hành động mà tôi lấy làm hối hận và nhiều công ty ở trên toàn quốc đang vướng vào vấn đề này. Đây được xem là một trong những cái việc mà chúng ta đã để cho chính trị hóa ngành kinh doanh thay vì để cho ngành kinh doanh tự thân của nó có thể phát triển một cách tự nhiên. Thì bây giờ chúng ta lại áp đặt những cái tư tưởng chính trị để mà kiềm quyền lực hóa con người ở trong tất cả các kỹ nghệ. Và điều này nó sẽ không tốt cho vấn đề kinh doanh và cái việc mà phát triển tất cả những kinh doanh trên toàn quốc. Đây được xem là lời thú nhận đầu tiên của một nhân vật được xem là cấp tiến nhưng không chấp nhận nổi những cái chính sách cực tả. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới những trang mạng xã hội ngày hôm nay, Facebook đã rút lại một cái quyết định nhằm để mà kiểm duyệt một cái nhóm ủng hộ cho phụ nữ khi nói rằng người đàn ông không thể sinh con. Công ty Facebook đã xóa bỏ cái tình trạng kiểm duyệt đối với một nhà tổ chức chiến lược độc lập ở tại Úc sau khi mà họ đưa ra một cái post nói rằng đàn ông không thể mang bầu và sinh con. Cái công ty truyền thông xã hội này cho rằng là có những cái sai lạc ở trong cái hệ thống AI của họ và họ đưa ra một cái quyết định được xem là final, tức là chung cuộc. Trong đó thì cái tổ chức có tên gọi là Women's Forum Australia đã quảng cáo cho quyền lợi của phụ nữ trong cái văn hóa, và trong đó họ đã bị trở thành mục tiêu, bị tấn công và bị kiểm duyệt rất chặt chẽ từ ở trong cái công ty Facebook. Trong một cái tweet ngày 22 tháng 7 thì một trong những nhân viên và thành viên của tổ chức này đã lên tiếng và nói rằng exactly, tức là chính xác, là không có một người đàn ông nào có thể mang bầu sinh con bất cứ năm nào ở trong bất cứ một quốc gia nào. Ngay lập tức thì cái screenshot này đã bị xem là một trong những cái vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của công ty Facebook, và sau đó thì Facebook cho rằng là đây là một cái sai lạc trong hệ thống AI của họ, và họ đã tìm cách gọi là gạt ra và nói rằng đây là một trong những cái post đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, gây ra nguy hiểm cho cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì họ đã xóa bỏ cái việc censor này sau khi mà và bên đây họ cho rằng đây là sự hành động kiểm duyệt một cách vô lý đối với những cái quan điểm của người dân, và bị xếp vào tình trạng gọi là hate speech, tức là có những cái ngôn ngữ thù ghét. Trong khi đó họ không định nghĩa rõ cái ngôn ngữ thù ghét như thế nào là ngôn ngữ thù ghét và như thế nào là những cái
quan điểm về xã hội và về chính trị. Đây được xem là một trong những cái vùng màu xám mà các công ty truyền thông xã hội đã sử dụng để kiểm duyệt người dân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Facebook. Cùng một lượt, công ty Twitter đã bắt đầu cho tái lập lại cái hệ thống quy tắc về chống tin nhiễu và tin giả trước cuộc bầu cử giữa mùa và đã bị phản ứng khá mạnh bởi những người sử dụng. Công ty Twitter ngày thứ năm cho biết họ sẽ cho tái lập lại một cái chính sách họ gọi là minh bạch của dân sự ở trên trang mạng xã hội của họ, và trong đó sẽ đối phó với tình trạng mà họ gọi là hướng dẫn sai lạc các cái thông tin tức liên quan tới bầu cử trước khi có cuộc bầu cử năm 2022. Và trong đó công ty này cho rằng là họ sẽ là tái lập lại cái chương trình này vốn đã được khởi động từ năm 2018. Và chính sách này sẽ ngăn chặn tất cả những người sử dụng đưa những nội dung mà họ cho rằng hướng dẫn sai lạc và gây ảnh hưởng tới mọi người trong vấn đề mà bầu cử. Trong khi đó thì một số những người sử dụng đã lên tiếng và tìm cách mỉa mai công ty này. Đừng quên rằng cái việc mà cái laptop của Hunter Biden và đã được diệt xét, đây là hành động hướng dẫn sai lạc từ Twitter và không ai được phép nhắc tới chuyện này, và nói là đây là điều sai lạc. Đó là một trong những người viết ở trên Twitter đã viết ra. Bên cạnh đó thì phía của đảng Dân Chủ và phía cực tả cấp tiến cho rằng là công ty này đã không làm đủ để ngăn chặn cái mà họ gọi là misinformation trong nhiều vấn đề, từ vấn đề bầu cử cho tới vấn đề chống đại dịch. Trong khi đó thì những người bảo thủ và đảng Cộng Hòa nói rằng công ty Twitter đã tìm cách kiểm duyệt tất cả những cái ngôn ngữ và những cái quan điểm của họ ở trên trang mạng này. Twitter thừa nhận rằng họ đã có hành động xen vào cuộc bầu cử năm 2022, và một người khác viết rằng phải nhớ cái vấn đề mà gọi là thông tin giả gây nhiễu họ đã lặp lại khi mà họ nói rằng có 50 cựu nhân viên tình báo nói là cái laptop của Hunter Biden là những cái disinformation, tức là những cái tin giả do phía Nga tung ra. Họ đã cố tình mỉa mai điều này sau khi mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định cái laptop của Hunter Biden là chuyện có thật và đang bị điều tra. Trong khi đó, trước đây thì khi mà ông Giuliani đã đưa cái tài liệu này cho tờ New York Post thì tờ New York Post đã bị cấm không được đăng tất cả những cái tin này ở trên trang Twitter, và Twitter xem đây là cái tin giả. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì nhà tỷ phú Elon Musk lên tiếng đặt câu hỏi với Twitter về những cái tài khoản bị xem là spam. Nhà tỷ phú Elon Musk và toán pháp lý của ông đòi hỏi công ty Twitter là phải giao nộp tất cả tên các nhân viên chịu trách nhiệm trong vấn đề tính toán về cái lượng người sử dụng ở trên Twitter và cái nào là bot và cái nào là spam account. Trong đó, một nguồn tin thân cận với cuộc vụ kiện này cho biết các cái tài khoản này được xem là tài khoản giả và là trung tâm trong vấn đề tranh cãi và pháp lý giữa công ty Twitter và ông Elon Musk, người dự tính sẽ mua công ty Twitter với giá 44 tỷ Mỹ Kim. Ông Musk cho biết vào tháng trước là ông đã loại trừ và đã xóa bỏ cái thương lượng này bởi vì công ty Twitter đã không cung cấp đầy đủ thông tin về tất cả những tài khoản giả. Trong khi đó thì công ty Twitter kiện ông Elon Musk là đã không hoàn tất cái cuộc thương lượng này, và trong đó thì công ty Twitter và ông Musk đang có một cái đơn kiện diễn ra vào ngày 17 tây tháng 10 ở tại Delaware, và đôi bên đều có yêu cầu là phải cung cấp đầy đủ tài khoản ngân hàng, các cố vấn mà họ tìm kiếm những cái bằng chứng để chứng minh. Đây được xem là vụ kiện lớn của ông Elon Musk và công ty Twitter sau khi ông rút lại cái việc mua công ty này với giá 44 tỷ Mỹ Kim và cáo buộc công ty này đã thiếu minh bạch trong vấn đề cung cấp những tài khoản giả và những tài khoản spam nằm trên Twitter. Twitter đang có 220 triệu người sử dụng, và trong đó theo lời ông Elon Musk ít nhất là có tới 20% là những cái tài khoản giả và tài khoản spam. Trong khi đó Twitter thì cả biện minh và cho rằng họ có dưới 5% tài khoản giả và tài khoản spam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, trả giá cho việc mà thỏa hiệp với những lực lượng cấp tiến ở trên thế giới, Đài Loan đã phải trả giá. Đài Loan lên tiếng và quy trách nhiệm cho vấn đề chính trị khiến cho họ phải hủy bỏ một cái bộ tổ chức về giới đồng tính trên toàn cầu. Đài Loan trong ngày thứ sáu quy trách nhiệm cho vấn đề gọi là chính trị sau khi phải hủy bỏ một cái cuộc tổ chức về cái giới đồng tính trên toàn thế giới vào năm 2025, sau khi các nhà tổ chức nói rằng họ phải lấy chữ Đài Loan ra khỏi đây và phải dùng một chữ khác. Trước đây thì Đài Loan đã có mặt trong tổ chức trên toàn cầu dành cho giới đồng tính và kể cả Olympic với cái tên là Chinese Taipei,
và trong đó thì để tránh tình trạng có vấn đề với Trung Quốc. Và nay thì Đài Loan đã tổ chức một cái hội nghị của giới đồng tính trên toàn cầu gọi là World Pride 2025 ở tại thành phố Cao Hùng, và trong đó gần như là họ đã giành được cái quyền đấu thầu tổ chức cho giới đồng tính trên toàn cầu. Tuy nhiên sau đó thì tổ chức này đã yêu cầu Đài Loan là phải xác định lại đây là một khu vực và một chưa và vùng lãnh thổ chứ không phải là một quốc gia để đứng ra tổ chức. Và việc này các nhà tổ chức ở Cao Hùng nói rằng điều này bất ngờ và buộc họ phải đổi cái tên từ Cao Hùng và đặt lại cái tên là thành phố Cao Hùng và xóa bỏ cái tên Taiwan ở trên cái việc ghi danh này. Và sau khi cẩn thận duyệt xét tất cả mọi việc, và điều này rõ ràng đã gây tổn thương cho quyền lợi của Đài Loan và cộng đồng đồng tính của Đài Loan. Tuy nhiên, quyết định loại trừ ra thì chúng tôi vẫn phải làm, các nhà tổ chức ở tại thành phố Cao Hùng cho biết. Và cuối cùng, họ đã quyết định là sẽ hủy bỏ việc tổ chức cái giải đồng tính, cái buổi tổ chức của giới đồng tính trên toàn cầu năm 2025. Đây được xem là một trong những cái giá mà Đài Loan phải trả khi thỏa hiệp với giới đồng tính trên toàn cầu. Nhưng giới đồng tính trên toàn cầu không thừa nhận Đài Loan là một vùng lãnh thổ độc lập tách rời khỏi Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì nhà lãnh đạo Philippines đe dọa là sẽ đuổi các viên chức nằm trong Bộ Nông nghiệp sau khi mà có tình trạng thiếu hụt về việc nhập cảng đường. Tin từ Manila cho biết là nhà lãnh đạo của Philippines là ông Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đe dọa sẽ sa thải các viên chức hàng đầu trong ngành nông nghiệp nếu như cuộc điều tra cho thấy rằng họ đã có những cái quyết định nhập cảng đường và gây ra tình trạng thiếu đường mà không có sự chấp thuận của ông ta, trong một lời cuộc họp báo đã đưa ra vào ngày thứ Năm hôm qua. Việc này diễn ra giữa lúc mà ông Ferdinand Marcos cho biết ông sẽ nhắm vào các viên chức nào mà có cái hành động mà ông ta cho rằng là đã thiếu cái sự tôn trọng với vị trí tổng thống của ông trong cái việc mà ông ngồi 6 năm trong cái ghế tổng thống và bắt đầu nhận chức từ ngày 30 tây tháng 6, được xem là một cái chiến thắng vĩ đại của ông. Trong khi đó thì phát ngôn viên của ông cho biết là giải pháp để có thể nhập cảng khoảng 300.000 tấn đường được đưa ra bởi một cái tổ chức, một cái đơn vị trong chính phủ gọi là Sugar Regulatory Board, tức là một cái ủy ban đặc trách về các cái luật lệ nhập cảng đường, mà ông Marcos Jr. cho biết là nó có thể sẽ gây ảnh hưởng tới việc thiếu hụt cái nguồn nhập cảng đường tại Manila và tại Philippines. Đây được xem là một trong những cái thẳng mà cái mạnh mẽ của ông Marcos Jr. ngay sau khi mà ông nhận chức từ hồi 30 tháng 6 và tìm cách cải tổ tất cả những cái guồng máy nằm dưới thờ của ông Duterte. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, nhà lập pháp của Nhật Bản đã gặp gỡ với lại nhà lãnh đạo quân phiệt của Miến Điện để kêu gọi trả tự do cho một nhà làm phim độc lập của Nhật đã bị bắt giữ tại Miến Điện. Một trong những người nhà lập pháp là thuộc đảng cấp cầm quyền tại Nhật Bản đã gặp gỡ với lại giới lãnh đạo của quân phiệt của tại Miến Điện. Theo tường trình của giới truyền thông Miến Điện cho biết, vài ngày sau khi mà một nhà làm phim tài liệu của Nhật Bản đã bị bắt giữ vì đã đến thu hình một cuộc biểu tình ở phía nam của cái quốc gia ở Đông Nam Á. Hiromichi Watanabe là thành viên của cái hạ viện đầy quyền lực của Nhật Bản và thuộc đảng Dân Chủ cấp tiến của ông đương kim thủ tướng đã có mặt tại Miến Điện từ ngày 7 cho tới ngày 12 tây tháng 8, trong đó văn phòng của ông xác nhận vào ngày thứ 6, tuy nhiên không cho biết mục tiêu thật sự của chuyến đi. Tokyo đã kêu gọi trả tự do cho nhà làm phim độc lập có tên là Toru Kubota, 26 tuổi, người đã bước chân vào Miến Điện bằng một cái chiếu kháng du lịch và đã bị bắt giữ ngày 30 tháng 7 khi mà anh đang có một cái cuộc thu hình về một cuộc biểu tình tại thành phố Yangon và bị đối diện với tội gọi là vi phạm luật về di trú và tìm cách gọi là hỗ trợ cho những thành phần đối lập chống lại cái lực lượng cầm quyền Miến Điện. Và Miến Điện đã bị rơi vào cái tình trạng bạo động kể từ khi mà quốc gia này đã thực hiện cuộc đảo chánh vào tháng 2 năm ngoái. Rất nhiều cuộc biểu tình và các cuộc chống chính quyền quân phiệt bằng vũ trang đã bùng nổ khắp đất nước này và có thể dẫn tới một cuộc nội chiến mới. Trong khi đó thì ít nhất đã có một nhà ký giả độc lập của Nhật Bản đã được trả tự do tại Miến Điện vào năm ngoái sau khi bị bắt giữ và bị truy tố tội mà Miến Điện cho rằng là đã tung những cái tin giả
liên quan tới cái vấn đề mà các cuộc biểu tình chống lại cái cuộc đảo chánh này, và chính quyền quân phiệt cho biết là họ sẽ tiếp tục trả tự do cho người này để thừa nhận cái mối quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia. Đây được xem là cuộc vận động mới nhất của nhà lập pháp Nhật Bản tới Miến Điện nhằm yêu cầu trả tự do cho một ký giả độc lập và đồng thời là một nhà làm phim độc lập của Nhật Bản. Cùng một lượt thì một người công dân Úc đã bị bắt giữ tại Miến Điện không nhận tội trong một phiên tòa kín ở tại Miến Điện. Một nhà kinh tế gia của Úc và là một cựu cố vấn vốn đã bị và vốn đã là cố vấn của bà Aung San Suu Kyi, tức là nhân vật chính trị đối lập tại Miến Điện, đã không nhận tội sau khi mà có một phiên xử kín trong một phiên tòa tại Miến Điện truy tố người này về tội vi phạm cái tội gọi là tiết lộ bí mật quốc gia theo tường trình của giới truyền thông Miến Điện đưa ra ngày thứ Sáu. Shin Thonyo đã bị bắt giữ tại Miến Điện từ ngày 6 tây tháng 2 năm ngoái, vài ngày sau khi mà lực lượng quân phiệt Miến Điện đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc đảo chánh, và ông có thể sẽ bị đối diện với 14 năm tù nếu như bị kết tội. Đài truyền hình của Úc ABC đã chỉ ra các cái vấn đề pháp lý và nói rằng ông Thunno đã ra điều trần trước tòa án lần đầu tiên kể từ khi ông bị bắt giữ và rất ít chi tiết đã được tiết lộ ra. Trong khi đó thì quyền thủ tướng của Úc là Rika Males đã lên tiếng và nói rằng ông rất lo ngại về mức độ xét xử trong phiên tòa đối với ông Thunno. Chúng tôi đòi hỏi có một sự minh bạch và một cái sự công bằng về pháp lý cho tất cả những tiến trình và công bằng. Chúng tôi lo ngại tất cả những cái xét xử này đã không được công bằng đối với lại giáo sư Thunno, ông Males đã nói với các thông tin viên ngày thứ Sáu. Đây được xem là một phiên xử nhắm vào một nhà kinh tế học và đồng thời cũng là một cố vấn thân cận của bà Aung San Suu Kyi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết, đó là bản tin mà hiện nay gần như là việc mà giáo dục đã trở thành một cái bế tắc của Cộng sản Việt Nam sau khi các địa phương lên tiếng và nói rằng họ đã không đủ giáo chức để giảng dạy trong cái mùa học sắp tới. Bản tin mới nhất từ ở Việt Nam cho biết ít nhất khu vực Thanh Hóa có tới thiếu tới khoảng 10.000 giáo chức, Nghệ An là 6.000, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai mỗi nơi thiếu khoảng từ 2.000 tới 3.000 giáo chức và đề nghị phải có một cái chính sách hỗ trợ. Đây được xem là tình trạng bế tắc bởi vì nhiều giáo chức cho biết là lương đã quá thấp và họ đã bị ngăn cấm, bị giới hạn rất nhiều trong những việc mà làm việc từ bên ngoài để kiếm thêm nguồn lợi nhuận. Và điều này khiến cho những giáo chức đã từ bỏ không giảng dạy trong cái hệ thống giáo dục của Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là họ bị buộc không được phép dạy ngoài giáo trình đã được chấp thuận bởi Bộ Giáo dục. Điều này có nghĩa là các giáo chức chỉ đứng và đưa bài học cho các nhà học sinh và không được phép cho học sinh có những cái câu hỏi hay phản biện lại các cái điểm ở trong các cái chương trình giáo chức, chương trình giảng dạy ở trong học đường của Cộng sản. Điều này dẫn tới là nhiều nơi các giáo chức đã bỏ nghề và không muốn làm việc. Ở một số nơi đặc biệt như là ở Nghệ An thiếu khoảng 6.000 và trong khi đó thì ở tỉnh Bình Dương cho biết là họ gần như là có tới 527 giáo viên giáo chức đã xin nghỉ việc bởi vì với lý do là cái mức lương đã không bảo đảm được cuộc sống của họ. Trong khi đó thì số học sinh dự tính là sẽ tăng rất nhiều, mấy chục ngàn học sinh mới sẽ có mặt ở trong cái mùa học vào tháng 9 sắp tới đây. Và hiện nay thì gần như các địa phương đều thiếu các cái giáo chức giảng dạy trong các cái ngành học. Đây được xem là một vấn nạn sau khi mà Bộ Giáo dục Cộng sản Việt Nam đã bế tắc trong cái đường hướng giáo dục, trong đó gần như là họ phải tuân thủ tất cả những cái thông tư nghị định của Đảng Cộng sản Việt Nam là không được phép cho giáo chức được giảng dạy bất kỳ một điều gì ngoài giáo trình đã được Bộ Giáo dục chấp thuận và được sự chấp thuận của Đảng Cộng sản. Chính điều này đã dẫn tới tình trạng giáo dục của Việt Nam trở nên tệ hại và bế tắc, gần như các giáo chức trở thành những robot, tức là những con robot ở trong trường học mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng mà khó khăn trong cuộc sống khiến cho nhiều người dân đi vay lãi cao và số lượng mà cho vay lãi cao đã tới mức mà gọi là khủng khiếp, được xem là đứng đầu thế giới. Ít nhất đã có một vài người đã bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt giữ với việc mà cho vay lãi cao lên tới 365% một năm. Bản tin mới nhất từ ở Việt Nam cho biết là tình trạng người dân tại Việt Nam
đang gặp khó khăn trong cuộc sống và phải vay tiền của để mà qua cái cơn khó khăn này. Nhiều người dân đã không vay được bất kỳ một đồng nào từ những cái ngân hàng do cộng sản cai quản. Ngược lại, người dân phải đi vay cho vay lãi cao bởi các cái tổ chức và tài chánh bên ngoài, thường thường liên kết với thành phần băng đảng. Và trong đó ít nhất đã có một trường hợp đã xảy ra khi mà tại tại Huế thì đã có một nhân vật có tên là Bùi Sĩ Ích, 30 tuổi, đã bị bắt giữ và điều tra về tình trạng gọi là cho vay lãi cao. Và ông này đã cho nhiều người ở khu vực ở Huế vay với số tiền lời lên tới 365% một năm. Và đây được xem là một trong những cái vấn nạn mà người dân Việt Nam đang phải đối diện. Và sau khi vay nợ, khi không đủ tiền trả nợ, thì tất cả những cái hình ảnh, những cái tài liệu của họ đã bị tung lên trên mạng xã hội, và thậm chí chỗ làm của họ đã bị khủng bố bởi lực lượng đòi nợ tại Việt Nam. Và lực lượng này luôn có sự cấu kết với lại các công an ở địa phương, và do đó họ tìm cách gọi là gây khủng hoảng và khủng bố rất nhiều cơ sở làm ăn, hoặc là những cái cơ quan hành chánh, hoặc là xung quanh láng giềng của người con nợ, khiến cho con nợ không thể phản kháng. Và ngay trên mạng xã hội, một số những con nợ đã bị tung những cái hình lõa lồ ở trên mạng xã hội để cảnh báo và buộc con nợ phải trả nợ. Đây được xem là sự hoành hành lớn nhất của lực lượng cho vay lãi cao. Và công an chỉ đưa ra một vài trường hợp được xem là dê tế thần. Hầu hết tất cả những cái tổ chức mà tài chánh cho vay lãi cao vẫn hoạt động rất mạnh tại Việt Nam. Và các cái mẫu quảng cáo của họ không những là nhan nhản trên Facebook, trên mạng xã hội, mà nó còn dán đầy tất cả những bức tường ở dọc các cái đô thị lớn ở tại Việt Nam. Và điều này cho thấy là công an cộng sản Việt Nam bất lực trước cái tình trạng mà bọn cho vay lãi cao đang hoành hành tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, thì ngoại trừ vấn đề cho vay lãi cao đã tìm cách mạt sát người ta, một dịch vụ đang bùng nổ tại Việt Nam và khiến cho nhiều nhà hàng, nhiều tiệm ăn đã phải khó khăn vô cùng khi mà những kẻ lợi dụng TikTok và tự nhận mình là TikToker đi review các nhà hàng và sử dụng cái quyền chê bai chấm điểm thấp để uy hiếp các nhà hàng. Đây được xem là một trong những cái tệ nạn mới đang xảy ra tại Việt Nam. Trong đó, rất nhiều kẻ tự nhận mình là TikToker hay là YouTuber đi review tất cả những cái nhà hàng hoặc là những cái khách sạn hoặc những nơi giải trí vui chơi để mà chấm điểm ở trên cái trang YouTube hay trang TikTok của họ. Thậm chí là có một cái tổ chức để mà viết review ở trên những cái trang mạng nổi tiếng. Và điều này dẫn tới tình trạng nhiều nhà hàng dở khóc dở cười, họ đang làm ăn tốt bất ngờ lại bị review một cách tệ hại, và cuối cùng dẫn tới việc mà họ đã phải bị khách hàng tẩy chay và đóng cửa. Tình trạng này đang diễn ra rầm rộ tại Việt Nam, đặc biệt là tại Việt Nam là cái giới mà gọi là TikToker và YouTuber đã lợi dụng các cái việc mà gọi là review để tìm cách tống tiền hoặc là uy hiếp đối với là những chủ nhân các nhà hàng, và kể cả một số những chủ nhân của một số những công ty nhỏ về giải trí như là karaoke hay là những cái khách sạn, khiến cho họ phải dở khóc dở cười với tình trạng mà bây giờ họ phải treo bảng cấm cửa, không cho những TikToker được bước vào trong cái khu vực của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tin Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả mọi người, và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.